Tài nguyên môi trường luôn là một trong những vấn đề được quan tâm của báo chí, trong đó có gỗ lậu. Ấy thế nhưng để phản ánh được chiều sâu, phân tích rõ vấn đề để đưa ra giải pháp thì hầu như báo chí chỉ dừng lại ở việc nêu quan điểm của các cơ quan chức năng. Thậm chí khi muốn nhắc đến tài nguyên gỗ qua các đề tài báo chí thì có lẽ đây sẽ là những hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trên các đầu báo. Những đầu báo này như có chức năng ca ngợi, tôn vinh những cá nhân, gia đình đang có được những mặt hàng gỗ khủng. Chính điều ấy sẽ dẫn đến việc định hướng sai trong sử dụng, tiêu dùng sản phẩm gỗ bất chấp nguồn gốc. Theo một nghiên cứu về gỗ lậu xuất hiện trên các mặt báo như thế nào ở Việt Nam của nhóm nghiên cứu thuộc ForestGen, thì đa phần các bài viết chỉ dừng lại ở việc đưa thông tin và chưa có giải pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng gỗ lậu. Tôi muốn biết một bức tranh tổng thể nói chung và cái vấn đề gỗ lậu được phản ánh ở bối cảnh xã hội nó như thế nào. Thì xuất phát từ cái suy nghĩ như vậy thì chúng tôi nhìn vào cái báo khối báo chí, cái báo chí phản ánh cái tình trạng gỗ lậu như thế nào, và chúng tôi tương đối giật mình để cái bức tranh về gỗ lậu được phản ánh và bởi qua góc nhìn của các cơ quan báo chí. Và chúng tôi nhận thấy rằng còn tương đối nhiều lỗ hổng trong cái chuyện nhận diện cái bức tranh gỗ lậu như thế nào, trong cái chuyện phát hiện nguyên nhân và trong cái chuyện mà đề cập ra giải pháp về vấn đề gỗ lậu ra sao. Do vậy từ những cái ý tưởng như vậy, chúng tôi nghĩ là cần phải làm một cái nghiên cứu, mà thay vì cái nghiên cứu gỗ lậu trực tiếp như cách mà chúng tôi nghiên cứu về gỗ lậu được phản ánh bởi các cơ quan báo chí. Đây là cái mục tiêu của chúng tôi thực hiện cái nghiên cứu này. Nhóm muốn tìm hiểu xem là trên thực trạng trên mặt báo gỗ lậu được hình thành, tức là được viết như thế nào. Chính vì vậy nhóm đã thu thập cỡ khoảng hơn 1.300 bài và tổng hợp. Thế thì về cơ bản thì sau khi mà đã đọc hết hơn 1.000 bài báo thì nhóm nghiên cứu mới thấy là các bài báo là chủ yếu là chỉ cung cấp thông tin thôi. Thế thì những bài bản tin về gỗ lậu rất nhiều, tuy nhiên thì những cái bài phân tích sâu như những bài phóng sự để tìm hiểu nguyên nhân sâu, để từ những cái nguyên nhân sâu đấy thì mới có được những cái giải pháp cụ thể, kiến nghị cụ thể thì thiếu rất nhiều. Và hầu như các cái giải pháp mà nhà báo đưa ra ấy, thì đều chỉ theo các cái biện pháp của cơ quan chức năng hiện nay đang làm thôi. Chính vì vậy nên là các bài báo thể hiện gỗ lậu không thể cuốn hút được độc giả từ các cái cơ quan chức năng để tìm hiểu các cái giải pháp, đưa ra những cái chính sách phù hợp để có thể giải quyết cái tình trạng gỗ lậu ở Việt Nam. Thì đây là một trong những lỗ hổng cực kỳ lớn trên báo chí. Theo báo cáo số liệu năm 2005 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Việt Nam là nước có tỷ lệ phá rừng nguyên sinh đứng thứ 2 trên thế giới. Chỉ trong 5 năm, tính đến năm 2013, khu vực Tây Nguyên đã mất đến hơn 130.000 ha rừng trong tổng số 2,84 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên mất hơn 107.004 ha, rừng trồng mất trên 22.200 ha. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do nhận thức của con người khai thác không đúng quy hoạch, do quy hoạch của một số vụ việc kế hoạch không đúng đối với quá trình điều chế rừng, sắp xếp ngành nghề, hoạt động quản lý nhà nước về rừng yếu kém, do tập tục du canh cư, đốt nương, làm rẫy của một số cộng đồng thiểu số bà con vùng dân tộc vùng cao, do quá trình chuyển hóa đất từ sản xuất lâm nghiệp sang sản xuất nông nghiệp, do xây dựng cơ bản, xây dựng đường giao thông, công trình thủy điện, do hoạt động phá rừng của các lâm tặc nhằm để lấy lâm sản, nhằm lợi ích thu lợi nhuận của các công ty. Đây là những hình ảnh được ghi nhận lại tại làng gỗ Đồng Kỵ. Tài nguyên gỗ tự nhiên bị cạn kiệt, dẫn đến những mẩu gỗ nhỏ như thế này, những người dân ở đây tận dụng triệt để. Theo thông tin từ đại diện Hội Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ, ông Vũ Quốc Vương nhấn mạnh, hiện nay toàn bộ gỗ ở đây đều là gỗ có xuất xứ từ Lào và Campuchia, quy mô làng nghề thì cũng dần bị thu hẹp lại. Ở đâu đấy trong cái đất nước này đang tham gia với tại nhịp cầu báo chí được diễn ra giữa tháng 11 vừa qua ở Hà Nội, các chuyên gia nghiên cứu về tài nguyên rừng đã chỉ rõ nhiều tồn tại khiến rừng nguyên sinh của Việt Nam đang bị phá hoại. Việc chặt hạ một cây gỗ có thể là do người dân, lâm tặc thực hiện, nhưng việc phá bỏ đi cả một khu rừng thì lại
dựa vào những chữ ký của các cá nhân có thẩm quyền quyết định. Cái ngành lâm nghiệp nó chiếm một đường của đất nước của thế giới, à, của Việt Nam, nhưng nó lại chỉ làm ra có 2,7 GDP của Việet Nam. Đáng nhẽ phải đóng góp 50%, tại sao lại đóng góp 2,7%? Cho nên những người lãnh đạo lâm nghiệp có thể người ta rất là bức xúc, người ta xin lấy 300.000 hecta rừng mà người ta gọi là rừng nghèo kia, xin chính phủ cho tôi chặt cái này, tôi trồng cái rừng, và như thế tức là năm nay tôi sẽ đóng thêm được bao nhiêu các thứ. Như thế tức là đứng được quan điểm kinh tế là không sao, người ta vẫn có trách nhiệm đất nước, nhưng đến quan điểm môi trường thì lại không được. Cái lại cấm tuyệt đối, tại vì cả thế giới đã ủng hộ mình, một năm nó ủng hộ cho ngành lâm nghiệp bao nhiêu được các nhà báo biết rồi đấy, người ta ủng hộ cho mình để giữ cho bằng được cái rừng tự nhiên. Thì bây giờ chính ông quản lý rừng tự nhiên lại có cái ý định tức là cho tôi chặt được ít để tôi làm cái này. Đây là những hình ảnh của những chiếc xe chở gỗ lậu được cho là của lâm tặc chở từ nơi chúng chặt phá trở đi. Để có được những hình ảnh này thì các phóng viên đã phải thâm nhập cải trang bằng nghiệp vụ vô cùng khó khăn. Nhưng để có được những thông tin, bài báo phân tích mang tính chiều sâu thì có lẽ mỗi phóng viên nhà báo nên cần tìm hiểu về nhu cầu tiêu dùng văn minh, các khái niệm về gỗ hợp pháp. Là cái câu chuyện của các yêu cầu của khách hàng. Cái này thì nó không bắt buộc gì cả. Nhưng nếu đứng từ góc độ thị trường mà nói thì yêu cầu của khách hàng mới là yêu cầu quan trọng nhất. Và khách hàng ở các cái thị trường xuất khẩu thì càng ngày người ta càng quan tâm đến những cái yếu tố về môi trường, những yếu tố về lao động, những yếu tố về nhân quyền, rất nhiều những cái gọi là tiêu chuẩn của xã hội văn minh hiện đại. Và mặc dù nhà nước có thể không đặt ra yêu cầu nào cả, ví dụ như là ở Nhật Bản chẳng hạn, Nhật Bản thì chưa có quy định như Lacy, Letty, Úc thì là bắt đầu mới có, chứ Nhật Bản thì chưa có. Nhưng khách hàng Nhật Bản thì lại người ta yêu cầu những cái chứng chỉ FSC hay là những cái chứng chỉ ISO, những cái chứng chỉ nào đấy, và chúng ta không đáp ứng thì không được, không bán được hàng cho khách hàng Nhật Bản, mặc dù thị trường Nhật Bản không hề có những yêu cầu này. Và vì thế là tất cả những cái vấn đề này đều là vấn đề mà doanh nghiệp trong cái bối cảnh hội nhập mà đứng từ góc độ là xuất khẩu đều phải quan tâm, và nó sẽ là quyết định cái cơ hội cũng như thách thức của các cái doanh nghiệp hàng gỗ. Để có được một sản phẩm báo chí hay thì còn tùy thuộc rất nhiều vào kỹ năng, nghiệp vụ của phóng viên nhà báo. Nhưng để đạt được chiều sâu, tác phẩm có giá trị thì việc tự mình rèn luyện, bổ sung kiến thức, nhạy bén là điều hết sức cần thiết. Theo tôi thì là thế này, khi mình đi một chuyến thực tế nào thì thực ra là mình bao giờ mình đi thực tế mình đã có mục đích sẵn ở nhà, là một cái chủ đề nào đấy. Thế nhưng mà đôi khi cái chủ đề đấy là một chuyện, nhưng khi mình đến thì mình sẽ tiếp cận với các cái đối tượng mà mình phỏng vấn ấy. Thì trong quá trình mình tiếp cận thì tự họ, mình nhà báo thì mình phải quan sát, tức là dùng mọi kỹ năng mình quan sát và mình phỏng vấn. Và khi mình có cảm thấy có một cái gì mà mình muốn tìm hiểu cái vấn đề đấy thì mình sẽ trực tiếp mình hỏi về cái câu chuyện đấy. Thì đấy là một cách mà mình dễ phát hiện vấn đề. Về làm báo thì mình cũng phải có một cái nhạy cảm, là mình sẽ đặt cái vấn đề ngược lại, mình phải nhìn cả hai chiều, chứ mình đừng bao giờ nghĩ là một chiều. Tôi đến tìm hiểu cái nhà máy này, tôi muốn tìm hiểu về cái môi trường này chẳng hạn, thì liệu rằng bên ngoài như thế này thì bên trong nó có như thế không? Và với một cái tâm thế như thế, mình cũng phải bới lông tìm vết, nhưng mà nhà báo phải có trách nhiệm đi tìm hiểu cái sự thật của nó. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận. Những hình ảnh này sẽ không xảy ra nếu như định hướng báo chí phân tích rõ các mối đe dọa của thiên nhiên khi chúng bị phá hoại. Những tin báo như thế này phải chăng nên dần bị loại bỏ trên các mặt báo? Hay vào đó là những động thái tích cực ủng hộ sự văn minh tiêu dùng phát triển cần bền vững vì một xã hội văn minh, hiện đại? Clip vừa được xem nói lên nhiều vấn đề khai thác gỗ rừng để làm các cái vật dụng, và người ta lấy một cái hình ảnh là khai thác gỗ như thế và phá hoại rừng rất là lớn. Chúng ta nên trở thành những người tiêu dùng thông minh, không nên dùng những cái vật
vật sử dụng như thế và làm bằng gỗ rừng tự nhiên. Cái vì mình có cái nhu cầu sử dụng những cái vật liệu bằng gỗ tự nhiên như thế, cho nên nó khiến cái người phá rừng để khai thác gỗ để làm cái vật liệu rất là có thu rất nhiều lợi nhuận. Vì vậy cho nên là chúng ta hãy vì tương lai của nhân loại, vì tương lai của chính bản thân chúng ta mà dừng cái việc sử dụng những cái vật liệu được khai thác, được sử dụng, được làm từ gỗ tự nhiên. Đấy là vấn đề cần phải giáo dục cho nhân dân, cũng đúng như tinh thần của hiến pháp cũng như là luật pháp Việt Nam hiện nay là khai thác cái gỗ tự nhiên để làm những chuyện đó là cấm rồi. Thì cái hay ở cái chỗ rằng là không biết là rừng Việt Nam cấm nhưng mà rừng nào Campuchia cấm hay không thì rất là khó để phải thấy cái nguồn gốc của cái vật liệu làm từ gỗ. Tốt nhất là chúng ta cứ cấm hẳn cái chuyện, tức là không dùng những cái vật liệu, những cái vật sử dụng trong cuộc sống của mình bằng cái kết cấu tự nhiên. Thì đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, bên cạnh cái việc khai thác gỗ để mà làm các cái vật liệu tiêu dùng á, thì cái vấn đề mà làm thủy điện để làm ấy cũng phá rừng rất là lớn. Vì vậy cho nên là khi xét những cái dự án mà làm thủy điện đấy, chúng ta cũng phải cân nhắc những cái nào mà nó phá nhiều quá thì cũng không nên, và cái tai hại của cái nạn phá rừng thì chúng ta cũng đã thấy rồi, cho nên cần phải khắc phục nó bằng cách tức là nghiêm cấm cái việc phá rừng để làm các cái công trình thủy điện cũng như là khai thác rừng, khai thác gỗ để làm những vật liệu xây dựng cho người tiêu dùng. Hai vấn đề là cần phải làm song song. Cái tuyên truyền của người dân đó phải căn cứ vào các cái luật pháp của nhà nước đã quy định, các cái luật cấm khai thác rừng cũng như là luật cấm sử dụng các cái nguyên vật liệu từ khai thác từ gỗ để làm vật tiêu dùng.